Xin kính chào cả nhà. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà một một dòng đàn Kodorai mọi người. Rồi, thì em sẽ giới thiệu cho mọi người hai cây. Thì hai cây với model khác nhau, dòng khác nhau. Thì em sẽ giới thiệu trước tiên á là một cây Kodorai dòng antique, có model là AST50 ha mọi người ha. Rồi, thì tổng quan cây đàn á, tổng quan cái mặt trước thì theo anh đánh giá là vẫn còn khá là đồng màu, tuy nhiên nó vẫn có vài cái vết của thời gian nha mấy anh chị, thì nó sẽ có vài cái vết chày ở đây, nhưng mà chày rất là nhỏ thôi mọi người, chày rất là nhỏ thôi. Rồi, ok, thì phần ngựa của cây này thì vẫn còn rất là đẹp nha mọi người, vẫn còn đẹp, vẫn còn nguyên bản nha. Thì em luôn luôn lặp đi lặp lại cái từ là nguyên bản, mọi thứ là không có chỉnh sửa. Tuy nhiên thì những cây mà em giới thiệu cho mấy anh chị là tất nhiên là cây đó là thuộc là tiêu chuẩn là về là chơi thôi, không cần làm gì hết đó. Thì em xin nhắc đi nhắc lại như vậy để mọi người biết được một cây đàn em giới thiệu nó phải chất lượng thì em mới giới thiệu cho mấy anh chị cô chú đó. Rồi, ok, thì về mặt mặt trước đây cho mọi người xem lại ha. Rồi, phần mặt sau cây đàn, mặt sau thì còn khá là đẹp ha mọi người, mặt sau thì còn khá là đẹp. Rồi, phần hông vẫn còn rất là ok, tuy nhiên phần hông bên đó thì nó có vài vết trầy nha mọi người. Rồi, trầy nha, chứ không có bị nứt vỡ gì hết nha mọi người, trầy thôi, không có bị nứt vỡ này. Rồi, tới phần cần đàn thì vẫn còn đẹp liền lạc ha mọi người ha. Rồi, tuy nhiên nó sẽ có một cái vết cấn nhẹ ở đây một tí thôi, mọi người không biết có mọi người nhìn thấy hay không. Rồi, rất là khó để nhận biết ha. Mình mua hàng online thì em cố gắng em quay chi tiết cho mấy anh chị cô chú để mà mình có thể là minh bạch nhất ha, mua bán với nhau rõ ràng nhất ha. Có sao nói vậy, không có bán cho quý khách của mình những cây đàn mà không giống những lời mình miêu tả ha. Thì cái đó thì do đạo đức bán hàng thôi. Rồi, bộ khóa cây này thì vẫn còn vàng ươm nha mọi người, vàng ươm luôn. Rồi, vàng ươm, cốt khóa thì vẫn còn ok, không có bị vỡ gãy gì hết. Rồi, phần cần đàn rất là đẹp ha. Rồi, phần phím gỗ phím sắt thì chưa có mòn em anh chị, phần phím gỗ phím sắt thì chưa có mòn, vẫn còn đẹp, mọi thứ vẫn còn đẹp, chỉ keo gót cần vẫn còn rất là nét, vẫn còn đẹp ha. Rồi, ok, thì phần action em đo cho mọi người ha, em đo cho mọi người thì cây này action cũng vừa tay, bấm cũng mềm lắm anh chị, vẫn mềm. Rồi, đây mọi người không biết mọi người có thấy rõ hay không. Rồi, thì những cây đàn này thì rất là chuẩn, em mới dám giới thiệu cho mọi người ha. Thì một cây dòng Kodorai Arctic ha, AST50, hiện tại với ngoại hình em vừa giới thiệu cho quý cô chú anh chị, em xin phép bán với giá là 8 triệu kèm theo cây và một số phụ kiện liên quan đi kèm hả mấy anh chị ha. Rồi, ok, tiếp theo chúng ta sẽ nghe thử âm thanh của cây này. Em xin chia sẻ thêm với quý anh chị cô chú về âm thanh cây này ha. Thì do đó là cái cá nhân của em mà em nghe thôi, thì chất âm của cây này thì em cảm thấy là nó ấm áp, nó có sự hòa quyện với nhau. Âm thanh nó có sự hòa quyện ha. Chất âm thanh hơi sâu lắng tí, nghĩa là mình thích hợp mình đánh những cái bài có hơi hướng là chậm và buồn ha. Thì nó rất là nó đi vào lòng người á, nó đi thẳng luôn, nó rất là hay. Nói chung là nghe cây này nó mình sướt mướt ha mọi người ha. Rồi, ok, thì xin mời mọi người xem nghe thử âm thanh của cây đàn Kodorai Arctic AT50 với giá 8 triệu. Thank you.
Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cây đàn của Ichikorurai, dòng Lucia E500 mọi người ha. Ê, thì không biết mọi người có thấy không? Mọi người thấy không mọi người ơi? Rồi. Ok, thì cái phần mặt trước của cây đàn thì em đánh giá là nó có một cái sự đồng màu. Một sự đồng màu ha. Tuy nhiên nó cũng không có tránh khỏi những cái vết chai xước, mấy anh chị thông cảm nha. Tại vì đàn cũng mấy chục năm tuổi rồi, nó cũng phải có vài vết của thời gian hả mấy anh chị ha. Giữ kỹ dữ lắm à, cái người mà sử dụng ở bên Nhật người ta giữ kỹ dữ lắm, người ta không có ít sử dụng á. Thì may ra thì còn những cây đẹp. Nhưng mà những cây đó thì giá cũng khá là cao hả mọi người ha. Cũng trên lệch cũng vài triệu á. Rồi, thì về phần ngựa, chúng ta sẽ đi vào phần ngựa, phần quan trọng ha. Phần ngựa vẫn nguyên bản, vẫn đẹp. À, vẫn nét ha mọi người ha. Không có cái dấu hiệu gì hết. Rồi, ok. Thì đặc biệt cây này thì phần mặt lưng vẫn còn đẹp ha mọi người ha. À, mặt lưng vẫn còn đẹp. Mặt hông thì có vài vết trầy, một chút đỉnh ha. Không thành vấn đề ha. Cây đàn em cam kết với mấy anh chị là không gãy, không nứt, không vỡ. Đó, cần đàn là thẳng. Rồi, chúng ta sẽ đi vào một cái phần quan trọng tiếp theo, đó là phần gót. À, chỉ kêu gót cần con này vẫn còn rất là đẹp ha mọi người ha. Rồi. Rồi ok, đặc biệt cái cây này thì nó sẽ có một cái chỉ cần trên cần đàn ha, trên trong rất là nghệ. Rồi, mấy anh chị cô chú cũng rất là thích những cái dòng mà có chỉ cần ha. Thì mấy dòng chỉ cần thì nó nhìn nó đặc sắc, nó nghệ thuật ha. Rồi, ok. Phần khóa nè mọi người, phần khóa thì vẫn còn ok, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ cái màu vàng nó cũng bị phai mờ theo thời gian rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là đẹp ha mọi người. Dặn mấy khóa này dặn thì thôi rất là mềm tay luôn. Rồi, phần đầu đèn cũng rất là đẹp, phần đầu cần cũng rất là đẹp. Phím gỗ, phím sắt con này thì vẫn còn ok, tuy nhiên nó trên cái phím đầu đèn nó sẽ có bị mòn một lỡ một tí thôi mấy anh chị, nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu nha. Rồi, tí thôi. Rồi, ok, với action con này thì cũng vừa tay bấm thôi. Ngựa còn khá là cao, em có thể chỉnh xuống lại cho mấy anh chị ha. Mấy anh chị thấy không ạ? Rõ không ạ? Rồi, ok, mọi thứ cây này thì hoạt động rất là tốt ha mấy anh chị ha. Rồi, dòng Ichikurai Lucia E500 này hiện tại em xin phép bán với giá là 8 triệu kèm theo khay và phụ kiện đi kèm. Phương thức thanh toán thì mấy anh chị cứ thích ưng, nghe clip, cảm thấy em tư vấn nhiệt tình ha, cảm thấy mọi thứ nó minh bạch và chất âm nó phù hợp với mọi người, phù hợp với cái quý anh chị thì quý anh chị cứ gọi cho em đó. Rồi em mình sẽ tiến hành giải đáp một số thắc mắc nữa anh chị nếu có ha. Rồi em xin bán cây này với giá 8 triệu kèm khay và phụ kiện liên quan ha. Rồi thì xin mời quý anh chị nghe thử chất âm của cây Ichikurai Lucia E500. Em cũng muốn chia sẻ thêm là cái chất âm của cây này thì nó sáng hơn cây kia, nó rõ ràng, nó tách bạch hơn à. Rồi nó thích hợp đánh những cái ta âm sắc nó nhanh hơn, nó vui hơn à. Thì cây này nó mang cái hơi hướng là đánh những cái giai điệu nhanh hơn. À, âm sắc nó rõ, rành mạch lắm anh chị. Rồi, ok. Em xin mời quý anh chị thưởng thức âm thanh của cây đàn Ichikurai E500.